Dạ vâng ạ, em xin chào cô chú anh chị đang xem kênh YouTube Shop Hiểu Nhật Bãi. Ngày hôm qua thì nhà em đã về cực kỳ nhiều bếp sẵn hàng tại kho rồi ạ. Đây là cái kho bếp nhà em đã dọn về trong ngày hôm qua. Có rất là nhiều mẫu mã và hình thức bếp cũng như là kiểu dáng. Vậy nên là trong video ngày hôm nay thì em sẽ lên sóng giới thiệu rất là nhiều mẫu để quý anh chị có cái sự lựa chọn, chọn cho mình những cái chiếc bếp phù hợp nhất ạ. Dạ, đây là những cái chiếc bếp đã được bóc sẵn rồi. Thì ngay bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết từng mẫu để quý anh chị biết được các cái tính năng an toàn của bếp Nhật là gì và nên chọn những cái chiếc bếp như thế nào để phù hợp trong quá trình nấu nướng ạ. Em sẽ đi giới thiệu từ những cái mẫu giá bình dân nhất đến những cái mẫu cao cấp. Thì chiếc bếp đầu tiên em giới thiệu đến quý anh chị là một chiếc bếp đến từ thương hiệu Paloma. Chiếc bếp đến từ thương hiệu Paloma nhé. Chiếc bếp này là một chiếc bếp mặt sơn phía trên màu đen và phía dưới của nó thì sẽ là màu nâu cà phê. Bếp là một chiếc bếp cơ bản độ bền cao, dòng nồi đồng cối đá siêu bền, có hai vùng nấu phía trên và một chiếc lò nướng ở phía dưới. Bếp Nhật thì sở hữu các cái tính năng an toàn. Thì đối với chiếc bếp cơ bản này thì nó cũng sở hữu những tính năng an toàn. Đó là mọi trường hợp tắt lửa thì đều sẽ khóa ga, bao gồm là nước trào này, nước cạn này, gió thổi này, kho cá kho thịt, luộc ngô luộc khoai nhưng không có tại vị trí bếp thì cạn nước cạn nồi, bếp cũng sẽ tự động tắt lửa. Tắt lửa xong thì sẽ khóa ga luôn ạ. Đấy là những cái tính năng an toàn mà nó hơn hẳn bếp Việt. Chính vì thế khi mà chúng ta bỏ tiền ra mua những cái chiếc bếp Nhật như thế này thì sẽ sở hữu được cái tính năng an toàn chống cháy nồi, chống cháy nổ và chống cháy thức ăn hiệu quả. Nó hơn bếp Việt một chút thôi nhưng mà rất là thông minh đúng không ạ? Chiếc bếp Paloma thành vách còn rất là đẹp luôn nha. Đây, thành vách em đang quay cận cảnh cho các bác xem này. Đến từ thương hiệu Paloma, thành vách chiếc này còn rất là đẹp nha. Chưa có bóp méo, chưa có hoen dĩa đâu. Hình thức còn đẹp này. Bo chiên lửa bằng đồng này. Kiềng bằng hợp kim thép chắc chắn. Một chiếc kiềng bản rộng các bác nhá. Một chiếc kiềng bản rộng bằng hợp kim thép chắc chắn. Kim đánh lửa màu trắng này. Thủy ngân chống trào này. Nước trào ra vào cái họng bếp, vào cái cảm biến thủy ngân đấy thì bếp sẽ tự động tắt lửa. Tắt lửa xong thì sẽ khóa ga luôn. Phần bên trên này là cái phần thoát hơi nhiệt của lò nướng ở phía dưới nhá. Ngay bây giờ thì em sẽ mở cái nội thất của cái chiếc lò nướng này ra để các bác quan sát này. Khay nướng đây ạ, khay nướng thì rộng rãi này. Khay nướng thì sẽ có hai phần. Một phần là vị nướng phía trên và khay nướng ở dưới. Đây là nội thất của cái chiếc lò nướng ạ. Lò nướng một tầng nữa thì rất là rộng rãi này. Khoang nướng rộng rãi thì các bác có thể nướng những cái thực phẩm như là tôm, cá, mực, rau củ. Bên trên thì mình nấu, bên dưới thì mình nướng. Tiết kiệm cho chị em phụ nữ một cái khoảng không gian thời gian. Thứ nhất là mình nấu thứ nhanh hơn này. Thứ hai là có thể chế biến được nhiều món ăn đa dạng hơn, phong phú hơn. Bếp sử dụng công tắc phím đề là công tắc bật bếp, điều chỉnh cần gạt to nhỏ ở đây để điều chỉnh lửa nhá. Hai bên công tắc là của bếp bên trái và bên phải. Còn cái biểu tượng hình con cá ở đây là công tắc của bếp nấu lò nướng các bác nhá. Của lò nướng. Và khay chứa pin của bếp thì nằm ở bên góc trái, do là bếp sử dụng IC để đánh lửa nên là sẽ cần một đôi pin đại làm nguồn như thế nhá. Khi mua hàng thì nhà em sẽ kèm cho các bác một đôi pin mới. Mình có pin để mình test bếp lúc nhận hàng và sử dụng trong thời gian đầu. Còn hết pin thì mình mua ở cửa hàng tạp hóa, cửa hàng điện dân dụng sẽ có từ 15 đến 30 nghìn tùy vào chất lượng pin. Và sẽ sử dụng được lâu hay không là do nhà mình dùng nhiều hay ít ạ. Bếp thì nhà em đã bo lưới chống chuột ở phần phía dưới rồi các bác nhá. Đây, bo lưới chống chuột ở phần phía dưới rồi. Không lo con gì nó chui rúc nó làm tổ bên trong này. Không có lo chuột nó cắn dây đâu nhá. Rồi ngay bây giờ thì em sẽ báo giá chiếc bếp A1 đến từ thương hiệu Paloma. Chiếc bếp mặt sơn em bán với giá là 1,9 triệu đồng. 1,9 triệu đồng bao ship bảo hành bếp 1 năm và hỗ trợ kỹ thuật chọn đời bếp cho quý anh chị luôn ạ. Mua hàng thì nhà em sẽ bao ship các bác nhá. Các bác cọc nhẹ giúp em vài trăm làm cái niềm tin mua hàng và cái chi phí vận chuyển. Chỗ còn lại thì mình test ok thì mình thanh toán cho shipper là được ạ. Rồi em qua mã tiếp theo ạ. Dạ vâng, mã số A2 là một chiếc bếp đến từ thương hiệu Zinai. Một chiếc bếp mà vô cùng xuất sắc luôn. Những cái chiếc bếp như thế này thì thực sự là các bác mua hàng thì hỏi xem là em còn hàng hay không nhá. Vì khi mà em lên sóng thì những cái chiếc bếp này thì sẽ được đặt mua rất là nhanh chóng. Có một lúc thì một tiếng đã có 2-3 khách hỏi em về những cái chiếc bếp như thế này. Em về màu ghi chì các bác nhá. Màu ghi chì, mặt men màu ghi chì đến từ thương hiệu Zinai. Và một dòng bếp đời cao nhá. Một dòng bếp đời cao. Đời bếp là đời 2020 nhá. Chiếc bếp đời 2020 sử dụng công tắc phím đề dạ quang này. Phím đề dạ quang là công tắc bật bếp này. Đó, hai bếp rất là đẹp luôn ạ. Bo chiên lửa trước này thì sẽ là bằng hợp kim nhôm nguyên khối đây. Đang còn vuông thành đứng cạnh này, còn rất là đẹp luôn nha. Đó, hợp kim nhôm nguyên khối này.
tâm cảm biến chạm đáy nồi này. Đó, khi mà các bác đặt nồi lên thì cái tâm cảm biến này nó sẽ chạm đáy nồi, đo được nhiệt độ nồi lên đến 200 độ thì sẽ tự động nhỏ vùng lửa, và 250 độ thì sẽ tắt lửa khóa ga nhá. Chiếc bếp Zinai, màu ghi chì phía trên và phía dưới của nó thì sẽ là màu nâu cà phê, cũng là một chiếc cơ bản độ bền cao, hai vùng nấu phía trên và một chiếc lò nướng ở phía dưới để các bác có thể vừa nấu bên trên vừa nướng bên dưới được. Bếp Nhật thì hầu như khoảng tầm 99% là sẽ có thêm một cái chiếc lò nướng ở phía dưới nữa. Vì là người Nhật thì họ rất là thích ăn đồ nướng và họ cũng sản xuất những cái chiếc bếp để phục vụ cái nhu cầu của cuộc sống. Chính vì thế nên là các bác khi mà mua bếp Nhật thì thêm một cái lò nướng nữa cũng là thêm một cái sự tiện lợi, không mất tiền mua thêm cái chiếc lò nướng riêng biệt, không mất cái không gian diện tích để chứa đựng cái chiếc lò nướng ấy nữa, đúng không ạ? Ưu điểm của dòng phím D là sẽ có khóa cho em ở dưới này, mình không dùng thì gạt sang thì sẽ không nhấn được các bác ạ. Đó, mình không dùng thì gạt sang thì sẽ không nhấn được này. Rất là chắc chắn luôn. Mặt men thì dễ vệ sinh này, dễ lau chùi. Mặt men màu ghi chì nhá. Trong quá trình các bác sử dụng thì dầu ăn, nước mắm, mì chính, những cái gia vị trên món ăn và thức ăn nó bị bẩn trên mặt bếp thì chỉ cần dùng cái khăn, cái rẽ lau qua đi thì bếp sẽ sạch nhanh chóng và không có để lại cái vết loang lỗ nhá. Chiếc bếp này thì bếp bên bên trái thì sẽ có phím 3S hỗ trợ nấu lửa liên tục, tắt cái chế độ cảm biến chống cháy nồi đi để chiên rán, chiên xào không bị lửa ngắt nhá. Chiên rán, chiên xào không bị lửa ngắt, phù hợp trong quá trình các bác rang lạc hoặc là rang đồ khô. Một số trường hợp bị lửa ngắt thì có thể dùng cái phím 3S đấy ạ. Lò nướng chiếc này là lò nướng một tầng lửa rộng rãi thoải mái này. Khay nướng thì bằng inox các bác nhá. Khay nướng thì bằng inox rất là đẹp luôn. Đây, nội thất của lò nướng rất là sáng này. Hàng đời 2020. Vô cùng đẹp luôn, mã số A2. Đến từ nhà Zinai, thành vách chiếc này đấy ạ. Chưa có bị cân móp, chưa có bị hoen dựa đâu các bác nhá. Hàng bếp đã test ok rồi, về chỉ việc cắm dây ga vào sử dụng thôi, không cần làm bất kỳ một điều gì hết nữa nhá. Đây, đó, cắm dây ga vào phần phía sau này giúp em. Mã số A2, đến từ thương hiệu Zinai. Em bán chiếc này với giá là 2,7 triệu đồng nhá. 2,7 triệu đồng, bao ship, bảo hành bếp 1 năm và đồng hành trọn đời bếp luôn ạ. Bác nào mà thích mẫu này thì kết nối Zalo giúp em nhá. Xem là cái chiếc bếp này còn hàng hay không, vì những cái chiếc bếp này hình thức rất là đẹp và màu này cực kỳ sạch luôn. Có rất là nhiều quý anh chị đã hỏi em về cái chiếc bếp này, nên là các bác nào mà thích những chiếc như thế này thì kết nối với em nhá. Chia sẻ đến quý anh chị chiếc bếp thứ ba, em qua mã thứ ba, một chiếc bếp đến từ thương hiệu Zinai nữa. Chiếc bếp này thì sẽ khác so với chiếc bếp số 2 một chút. Mặt của nó là mặt men phía trên màu đen và phía dưới của nó thì sẽ là màu ghi này. Chiếc bếp này thì đời cao cấp hơn, đời của nó là đời 2021 các bác nhá. Chiếc bếp đời 2021. Bo chiên lửa chiếc này cũng là bằng hợp kim nhôm nguyên khối này. Bo chiên lửa bằng hợp kim nhôm nguyên khối nhá. Mặt men thì dễ vệ sinh này, dễ lau chùi. Mặt men màu đen thì rất là sạch rồi. Bác nào mà thích màu ghi chì thì lấy mã số 2. Còn bác nào mà thích mặt màu đen thì lấy mã số 3. Chiếc bếp A3 nhá. Zinai. Đây, khay chứa pin thì nằm ở bên góc trái của bếp ạ. Nhà em tặng một đôi pin mới để các bác có pin để dùng lúc nhận hàng và test bếp nhá. Đấy. Phím đề là công tắc bật bếp này, phím đề dạ quang màu vàng này các bác này. Đó, phím đề dạ quang, điều chỉnh cần gạt to nhỏ ở đây. Thành vách chiếc này cũng rất là đẹp luôn. Chưa có bị bóp méo, cũng chưa có bị hoen dựa đâu này. Đó, vô cùng xuất sắc luôn. Màu xanh này là lưới chống chuột nhá. Nhà em bắn lưới chống chuột ở dưới rồi, không lo con gì nó cắn dây, nó chui giúp, nó làm tổ bên trong nhá. Khoang nướng, lò nướng thì có kính này, để các bác quan sát được cái thực phẩm ở bên trong, vừa nấu bên trên, vừa nướng bên dưới. Đó, rất là đẹp luôn nhá. Mã số A3 đến từ thương hiệu Zinai, một trong những cái chiếc bếp đời cao, độ bền cao, dòng nồi đồng khối đá siêu bền. Nếu mà các bác dùng những tính năng an toàn, các tính năng đơn giản thì có thể lấy những cái chiếc bếp mặt men đời cao như thế này, thì độ bền được gọi là nồi đồng khối đá rồi, không có điều gì phải bàn cãi về những chiếc bếp như thế này nữa. Đặc biệt là hình thức chiếc này còn rất là đẹp này, độ mới chiếc này còn đến khoảng tầm trên 85% các bác nhá. Trên 85%, rất là đẹp luôn. Đó, trong khi nhà em bảo hành cho các bác là 1 năm và đồng hành kỹ thuật trọn đời bếp luôn, nên là các bác dùng yên tâm nhá. Mua hàng nhà em thì sẽ mua được cái sự uy tín, mua được cái sự chất lượng, nên là nếu mà bác nào tin tưởng thì liên hệ giúp em nha. Chiếc bếp A3 em bán chiếc này với giá là 2,8 triệu đồng nhá. 2,8 triệu đồng, bao ship, bảo hành bếp 1 năm và đồng hành trọn đời bếp luôn các bác nhá. Mã số A3, bác nào thích chiếc này không ạ? Có bác nào ưng chiếc này thì kết nối giúp em nha. Rất là đẹp luôn nha. Em xin phép được qua mã tiếp theo ạ.
Lên sóng giới thiệu đến quý anh chị chiếc bếp tiếp theo, mã số A4, một chiếc bếp đến từ thương hiệu Osakaga. Thực sự là những cái dòng như thế này thì lâu lắm rồi em mới về hàng các bác ạ. Lâu lắm rồi em mới về những cái chiếc bếp mà họng hai bên cảm biến khác nhau này. Một bên nấu lửa to bình thường và một bên có cảm biến đáy nồi. Thì hai chiếc vùng nấu khác nhau thì sẽ phù hợp với những cái món ăn khác nhau. Thương hiệu Osakaga. Mặt kính giả đá rất là đẹp luôn nha. Đó. Các bác thấy bên này là không có cái tim cảm biến này, bên này thì có tim cảm biến này. Thì ví dụ như là bên nào mà có tim cảm biến thì mình để dùng để kho cá, kho thịt, luộc ngô, luộc khoai. Không có tại vị trí bếp, cạn nước cạn nồi bếp sẽ tắt lửa. Còn bên này thì các bác xào rán ở nhiệt lửa cao này thì có thể dùng cái phím này nhá. Rất là tiện lợi. Kiềng thì sẽ là bằng hợp kim thép chắc chắn chịu được trọng lượng lên đến 30 cân này. Đó, mặt kính thì dễ vệ sinh này, dễ lau chùi, rất là dễ luôn, ít bị chảy xước nữa. Nên là trong quá trình các bác sử dụng lau chùi vệ sinh nó cũng rất là dễ dàng này. Chiếc bếp này thì sử dụng công tắc phím đề là công tắc bật bếp, điều chỉnh cần gạt to nhỏ ở đây ạ. Bếp bên này cũng tương tự như thế. Đó. Bên trái thì các bác nấu lửa bình thường, không có chức năng gì cả. Còn bếp bên phải bên này thì sẽ cài đặt được các chế độ tự động, cài đặt được nhiệt độ chiên rán từ 160, 180 lên đến 200 này. Có chế độ hẹn giờ ngắn 3 phút, 10 phút này. Có chế độ tự động nấu cơm và chế độ tự động nấu cháo. Lò nướng trước này ở bên góc trái nhá, bên góc phải nhá. Khay nướng thì ở bên góc, pin thì ở bên góc trái á. Thành vách trước này cũng rất là đẹp luôn này, em quay cận cảnh cho các bác xem này. Rất là đẹp luôn nha. Những cái chiếc bếp như thế này thì vô cùng xuất sắc luôn. Bác nào mà mua được những cái chiếc này cũng là mua được cái sự may mắn này, mua được cái sự an tâm này, cực kỳ xuất sắc luôn nha. Mã số A4, chiếc này là màu ghi tối nhá, màu ghi tối, vô cùng đẹp luôn. A4 đến từ thương hiệu Osakaga. Chiếc này thì em bán với giá là 2,7 triệu đồng, bao ship, bảo hành bếp 1 năm và đồng hành trọn đời bếp luôn. Bếp đã bo lưới chống chuột ở phần phía dưới rồi các bác nhá. Lò nướng trước này đây, lò nướng một tầng nữa thì rộng rãi thoải mái này. Nên là các bác nướng tôm, nướng thịt, nướng cá, nướng mực, nướng rau củ cũng rất là tiện lợi nha. A4, dòng một bên có cảm biến, một bên nấu bình thường các bác nhá. A4 là 2,7 triệu đồng, bao ship, bảo hành bếp 1 năm, dòng mặt kính giả đá. Dòng bếp mà đa tính năng ạ. A4, bác nào thích chiếc này không ạ? Có bác nào thích chiếc này thì kết nối với em nhá. A4 là 2,7 triệu đồng ạ. Một chiếc bếp vô cùng xuất sắc luôn, mã số A5. Em qua bạn tiếp theo mà A5 các bác nhá. Một chiếc bếp đến từ thương hiệu Osakaga. Dòng mắt ếch, dòng họng đúc nguyên khối nhá. Dòng họng đúc nguyên khối, lửa siêu bền, siêu xanh luôn. Đây, rất là đẹp luôn các bác nhá. Bo lửa thì sẽ là bằng hợp kim nhôm nguyên khối này. Phần phía trên thì sẽ có tấm chắn thép để chắn dầu mỡ này. Họng của nó thì sẽ có kim đánh lửa này, thủy ngân chống trào này. Đó, rất là chắc chắn luôn nha. Mặt kính tráng gương này, mặt kính tráng gương. Có thể soi gương được nhá, vừa nấu vừa soi gương cũng được này. Giúp các bà, các mẹ, các chị em phụ nữ vừa nấu vừa soi gương luôn nha. Chiếc bếp Osakaga thành vách còn rất là đẹp luôn nhá. Chưa có bị bóp méo, cũng chưa có bị hoen dỉ đâu. Đó, chiếc này thì nội thất, ngoại thất rất là đẹp luôn này. Chiếc bếp mà mặt kính dòng mắt ếch được mệnh danh là những cái dòng lửa siêu lớn và có các tính năng kèm theo. Bếp bên phải thì sẽ có phím 3S này, nấu lửa liên tục, tắt cái chế độ cảm biến chống cháy nồi đi, chiên rán, chiên xào không bị lửa ngắt này. Bếp bên phải bên trái bên này thì sẽ có chế độ tự động nấu cơm, tự động nấu cháo, chế độ hẹn giờ của ngắn 3 phút, 10 phút và cài đặt được nhiệt độ chiên rán từ 160, 180 lên đến 200. Tất cả những cái dòng như thế này có biểu tượng hết nha. Bếp Nhật nhưng mà có biểu tượng hết các bác ạ. Không có lo là không biết dùng đâu nha. Mình bật cái nào thì mình chỉ cần nhấn vào cái đấy, là cái chấm nào nó sáng thì nó sẽ hoạt động ở cái chấm đấy. Và trước này cũng là lò nướng 2 tầng lửa này. Lò nướng 2 tầng lửa thì sẽ không cần phải lật lên lật xuống, lật trái là phải làm gì. Mình để thêm mình nướng thôi, mình căn kè thời gian là được. Khay nướng, vị nướng rất là đẹp luôn nha. Đó, khay nướng bằng inox này. Nội thất lò nướng thì rất là sáng. 2 tầng lửa từ bên trên hất xuống và hai bên hông hất sang. Trong quá trình các bác sử dụng thì thực phẩm có thể bị có thể chín đều hơn, vàng giòn ở bên ngoài nhưng mà mọng nước ở bên trong và không có hề bị khô nha. Giúp chúng ta tiết kiệm một số tiền, không phải mua thêm một cái chiếc lò nướng riêng biệt làm gì, và cái không gian diện tích để cái chiếc lò nướng ấy nữa, tích hợp 2 trong 1 luôn. Dễ dàng nấu nướng này, bên trên mình nấu, bên dưới mình nướng thì đây
có thêm nhiều cái món ăn phong phú và đa dạng hơn, cũng như là có thêm cái nhiều thời gian để làm những cái công việc khác, nấu nhanh hơn trong cái cuộc sống gia đình bận rộn hàng ngày. Thì các bác có thể nấu những cái tích hợp như thế này rất là tiện lợi. Em đang quay cận cảnh thành vách và phần phía sau của bếp để các bác mua hàng yên tâm nhé. Rất là đẹp luôn, mã số A5 đến từ thương hiệu Osaka, dòng mắt ếch các bác nhé, dòng mắt ếch, dòng họng đúc nguyên khối, vô cùng xuất sắc. Chiếc bếp này thì em chấm điện là 9/10 điểm, mã số A5. Em bán chiếc này với giá là 3,2 triệu đồng nhé, 3,2 triệu đồng, bao ship, bảo hành bếp 1 năm và đồng hành chọn đời bếp luôn. Các bác nào thích chiếc này không ạ? Rồi em, các bác suy nghĩ để em tiếp tục qua mã tiếp theo nha. Tiếp tục chia sẻ đến quý anh chị một chiếc bếp tiếp theo đến từ thương hiệu Osaka, mã số A6. Em vừa giới thiệu chiếc mắt ếch rồi thì ngay bây giờ em sẽ giới thiệu chiếc bếp hình hộp chữ nhật nhé. Một chiếc bếp hình hộp chữ nhật đến từ thương hiệu Osaka, dòng mặt kính màu xanh ngọc, ánh kim tuyến lấp lánh này. Bo viền thì sẽ là bằng inox 304, siêu đẹp luôn, siêu bền, gia tăng cái độ bền cũng như là độ thẩm mỹ cho khuôn bếp. Đó các bác thấy không ạ? Dòng bo viền bằng inox rất là đẹp luôn nhá. Chiếc này thì bo lửa thì sẽ là bằng hợp kim nhôm nguyên khối này. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Kim đánh lửa màu trắng này, tụy ngăn chống trào, tim cảm biến hai bên như nhau, chạm đít nồi. Đó, được nhiệt độ nồi lên đến 200 độ thì sẽ tự động nhỏ ung lửa, 250 độ thì tắt lửa khóa ga. Kiềng bằng hợp kim thép chắc chắn nhá. Mã số A6 là một chiếc bếp hình hộp chữ nhật, giống như hình bao diêm đấy ạ, và là chiếc bếp full tính năng, có nhiều tính năng thông minh hỗ trợ nấu nướng. Thành vách chiếc này còn rất là đẹp luôn các bác nhé. Đang quay cận cảnh cho các bác xem này. Không có bị bóp méo, cũng không có bị hoen dỉ ở đâu. Hình thức còn rất là mới luôn ạ. Các tính năng an toàn, tất cả mọi trường hợp tắt lửa thì đều sẽ khóa ga. Nước trào này, nước cạn này, gió thổi này. Kho cá, kho thịt, luộc ngô, luộc khoai, không có tại vị trí bếp thì cạn nước cạn nồi, bếp cũng sẽ tự động tắt lửa. Tắt lửa xong thì sẽ khóa ga luôn ạ. Đây cũng là một chiếc bếp khá là hiếm hàng đối với kho hàng nhà em. Thì vì thực sự những chiếc này về hàng như thế thì rất là bán rất là chạy luôn ạ. Chỉ cần lên kênh một vài tiếng đồng hồ thôi thì sẽ có khách hỏi hình hộp chữ nhật, kiểu dáng rất là đẹp luôn ạ. Các chức năng của bếp là có chế độ tự động nấu cơm, tự động nấu cháo, đồng hồ hẹn giờ của bếp nấu lên đến 90 phút và tối thiểu là 1 phút, cộng là tăng, giảm là trừ. Các bác muốn hẹn giờ thì chỉ cần nhấn vào đây là được ạ. Bếp bên trái bên này thì sẽ có phím 3S này, để tắt cái chế độ cảm biến chống cháy nồi đi, chiên rán chiên xào không bị lửa ngắt. Chế độ tự động nấu nước sôi 5 phút rồi tắt và nấu nước tự động, cài đặt được nhiệt độ chiên rán từ 160, 180 lên đến 200. Và đồng hồ hẹn giờ của lò nướng, cộng là tăng, giảm là trừ, tối đa được là 15 phút và tối thiểu là 1 phút. Lò nướng trước này là lò nướng 2 tầng lửa các bác nhé. Lò nướng 2 tầng lửa thì sẽ không cần phải lật lên lật xuống, lật trái là phải làm gì, mình để thế mình nướng thôi, mình căn ke thời gian là được. Mã số A6 đến từ thương hiệu Osaka, có khóa che em ở dưới này, dòng phím đề là công tắc bật bếp nhá, khay chứa pin thì nằm ở bên góc trái ạ. Chiếc bếp hình hộp chữ nhật rất là đẹp, kiểu dáng độc đáo và hình thức bếp thực sự là những cái chiếc bếp như thế này vô cùng xuất sắc luôn các bác nhá. Bác nào mà yêu thích cái thương hiệu này và yêu thích cái chiếc bếp như thế này thì có thể kết nối với em. Mã số A6, em bán chiếc này với giá là 3,4 triệu đồng, bao ship, bảo hành bếp 1 năm và đồng hành chọn đời bếp luôn các bác nhá. Bác nào mà yêu thích cái mẫu này thì có thể liên hệ với em. Số điện thoại của em thì chạy suốt hành trình của video. Và kho hàng nhà em thì tại Triệu Sơn, Thanh Hóa nhá. Bác nào mua hàng thì có thể đến nhà em xem hàng, xem bếp trực tiếp. Còn ai ở xa thì em ship hàng miễn phí toàn quốc, có cọc nhẹ để đi đơn, cọc giúp em vài trăm làm cái niềm tin mua hàng và cái chi phí vận chuyển. Chỗ còn lại thì mình test bếp, mình kiểm tra bếp ok thì mình thanh toán cho shipper là được ạ. Rồi bác nào thích mẫu này không ạ? Bác nào thích mẫu này thì kết nối với em nhá, để em qua mã tiếp theo ạ. Lên cho các bác một mã tiếp theo, mã số A7 đến từ thương hiệu Zinai. Một chiếc bếp màu xanh navy ánh kim tuyến các bác nhá. Mặt kính màu xanh navy ánh kim tuyến, bo lửa bằng hợp kim nhôm, hợp kim inox, bo lửa bằng inox 304 nhá. Đấy, cái phần nắp chân khói là cũng bằng inox luôn này, rất là đẹp luôn ạ. Đây, bo viền bằng inox 304, gia tăng cái độ bền cũng như là độ thẩm mỹ cho cái khuôn bếp luôn. Mã số A7, chiếc bếp đến từ thương hiệu Zinai, có các tính năng an toàn, tất cả mọi trường hợp tắt lửa thì đều sẽ khóa ga rồi. Còn có các tính năng thông minh khác, bếp bên trái
Cài đặt nhiệt độ chiên rán 160-180 lên đến 200. Chế độ tự động nấu nước sôi 5 phút rồi tắt là biểu tượng hình ấm nước ở đây ạ. Và có phím 3S thì là biểu tượng số 3, như thế này là phím 3S các bác nhé. Bếp bên phải bên này thì sẽ có chế độ tự động nấu cơm, tự động nấu cháo thì có biểu tượng hình bát cơm. Và đồng hồ hẹn giờ thì có cộng là tăng, giảm là trừ. Và cái đồng hồ hiển thị ở đây, lò nướng trước này là lò nướng 2 tầng lửa này, đồng hồ hẹn giờ của lò nướng này. Nếu như mà bếp nấu thì chúng ta hẹn tối đa được là 90 phút, còn đối với bếp nướng thì chúng ta hẹn tối đa được là 15 phút nhé. Đây, cái này nó là cái phần nắp chắn dầu mỡ ở cái khay inox bên trên, thì lúc mà mua hàng thì em sẽ lắp cho các bác. Lò nướng 2 tầng lửa này. 2 tầng lửa bên trên và bên dưới hất lên hất xuống nhá, không cần phải lật thực phẩm này. Khoang nướng rất là đẹp. Mã số A7 đến từ thương hiệu Zinai, thành vách vô cùng xuất sắc luôn. Đang quay cái góc cạnh để các bác mua hàng yên tâm nhá. Bo lửa thì sẽ là bằng hợp kim nhôm nguyên khối này. Bo lửa bằng hợp kim nhôm nguyên khối vô cùng đẹp luôn. Đó. Đây. Vô cùng xuất sắc luôn. Mã số Zinai A7, dòng bếp full tính năng. Phím D là công tắc bật bếp này, điều chỉnh cần gạt to nhỏ ở đây để điều chỉnh lửa. Và khay chứa pin thì nằm ở bên góc trái. Mua hàng thì nhà em tặng một đôi pin mới các bác nhé. Có pin để test bếp lúc nhận hàng và sử dụng trong thời gian đầu. Sau này mà các bác không may dùng mà có cái linh kiện nào không may bị hỏng thì nhà em vẫn có bán linh kiện nhé. Các bác cứ liên hệ với em thì em sẽ gửi linh kiện mình cần, ví dụ như là kiềng này, ví dụ như là khay nướng này, hoặc là cái phần nắp chắn khói như thế nào đấy. Cái linh kiện nhỏ nhỏ thì nhà em sẽ có để các bác có thể mua để thay thế nhé. Và có khóa che em ở dưới này, có khóa che em ở dưới. Đã bo lưới chống chuột rồi nhá, không có lo con gì nó chui rúc, nó làm tổ, nó cắn đứt dây. Mã số A7 là một chiếc bếp Zinai, mặt kính viền viền inox rất là đẹp. Em bán với giá là 4,3 triệu đồng nhá. 4,3 triệu đồng bao ship, bảo hành bếp 1 năm và hỗ trợ tư vấn chọn đời bếp luôn ạ. Rồi em xin phép được các bác em qua mã tiếp theo ạ. Chia sẻ đến các bác chiếc bếp tiếp theo, mã số A8, một chiếc bếp đến từ thương hiệu Osaka, dòng khủng long mặt đá các bác nhá. Dòng khủng long mặt đá siêu bền. Chiếc bếp này thì đây, mặt đá ánh kim tuyến này, mặt đá ánh kim tuyến, bo lửa bằng đồng nhá, bo lửa bằng đồng còn rất là sáng luôn đấy ạ. Bo lửa bằng đồng này, kim đánh lửa màu trắng và thủy ngân chống trào ở đây. Đấy, các chia lửa của nó thì đang còn vuông thành đứng cạnh này, chưa có gãy một cái chiếc răng cưa nào. Hình thức còn rất là đẹp nhá. Đang còn vuông thành sắc cạnh ạ. Còn vàng các bác nhá, còn rất là vàng đầu đồng này. Tâm cảm biến chạm đáy nồi này, kiềng bằng hợp kim thép chắc chắn các bác nhá. Đây, khủng long mặt đá này, thì mặt của nó là mặt đá này, viền của nó thì sẽ là viền màu trắng mạ chrome này. Và phần phía trên này là cái phần thoát hơi nhiệt của lò nướng ở phía dưới. Thì em đang quay ngoại thất của cái bếp này để các bác mua hàng yên tâm, có thể chốt ở trong video mà không có cần phải lăn tăn nhá. Mã số A8, dòng khủng long mặt đá rất là đẹp luôn. A8 ạ, chiếc bếp đến từ thương hiệu Osaka, sở hữu các cái tính năng an toàn. Tất cả mọi trường hợp tắt lửa thì đều sẽ khóa ga. Và có các tính năng thông minh khác, chế độ tự động nấu cơm, tự động nấu cháo. Có phím 3S hỗ trợ nấu lửa liên tục, tắt các chế độ cảm biến chống cháy nồi, chiên rán chiên xào không bị lửa ngắt. Có chế độ tự động nấu nước và cài đặt được nhiệt độ chiên rán từ 140, 160, 180 đến 200. Có đồng hồ hẹn giờ của bếp nấu này, hẹn giờ bếp nấu bên trái, hẹn giờ bếp nấu bên phải, hẹn giờ lò nướng. Lò nướng trước này là lò nướng 2 tầng lửa. Và cái điều chỉnh cần lửa này, nó mạ inox rất là đẹp luôn, cực kỳ sáng luôn. Mạ inox đây các bác nhá. Đây, nó mạ inox rất là sáng. Nội thất lò nướng 2 tầng lửa thì vô cùng đẹp luôn. Khay nướng đây nhá. Đây, khay nướng đây em quay cận cảnh cho các bác xem này, rất là sáng luôn nè. Đây. Lò nướng 2 tầng lửa, lửa từ bên trên hất xuống và hai bên hông hất sang thì các bác sẽ không cần phải lật nhá. Không cần lật lên lật xuống, lật trái lật phải làm gì. Mình để thế mình nướng thôi, căn ke thời gian là được. Mã số Osaka, phím D là công tắc bật bếp, điều chỉnh cần gạt to nhỏ ở đây giúp em ạ. Vô cùng đẹp luôn. Bác nào mà ưng mẫu nào thì gọi điện cho em. Em sẽ kiểm tra bếp và test lửa mẫu đấy cho mình xem nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Mã số Osaka, có khóa cho em ở dưới này. Đấy, khay chứa pin thì nằm ở bên góc trái nhá. Một đôi pin đại ạ. Thành vách rất là đẹp luôn nhá. Chưa còn cấn móp, chưa có hoen gì ở đâu. Mã số A8, em bán chiếc này với giá là 5 triệu đồng. 5 triệu đồng bao ship, bảo hành bếp 1 năm và hỗ trợ tư vấn chọn đời bếp trong quá trình sử dụng luôn ạ. Rồi, có bác nào thích chiếc này không ạ? Xin phép các bác em qua mã tiếp theo ạ. Chia sẻ đến các bác chiếc bếp đến từ thương hiệu Zinai. Rồi, dòng RTS65,
dòng cao cấp nhất của thương hiệu Zinai mặt gãy các bác nhá. Dòng Zinai mặt gãy, thương hiệu cao cấp nhất ạ. Chiếc bếp Zinai mặt gãy có những cái đặc điểm nổi bật, đó là mặt kính màu đen ánh kim tuyến này, bo viền cũng là bằng inox 304. Bo viền bằng inox 304, bo chia lửa thì sẽ là bằng hợp kim nhôm nguyên khối này. Vô cùng đẹp luôn. Kim đánh lửa màu trắng. Đây, thủy ngân chống trào này. Rất là đẹp luôn. Kim đánh lửa màu trắng và bo lửa bằng hợp kim nhôm. Dòng GTS65. Khay nướng rất là đẹp. Khay nướng thì hai tầng lửa này. Khoang nướng thì rộng rãi thoải mái. Hai tầng lửa, lửa từ bên trên hất xuống và hai bên hông hất sang nhá. Sẽ không cần phải lật. Và chiếc bếp này thì có các tính năng thông minh khác. Chế độ tự động nấu cơm của bếp bên trái và đồng hồ hẹn giờ của bếp nấu bên trái. Bên phải bên này thì sẽ cài đặt được nhiệt độ chiên rán từ 160.8 đến 200. Chế độ tự động nấu nước sôi 5 phút rồi tắt và nấu nước tự động có phím 3S. Bảng điều khiển điện tử của lò nướng nhá. Bảng điều khiển điện tử của lò nướng có thể cài đặt được các chế độ cá như là cá hồi này, cá zuki này, cá phi lê. Và nướng vừa này, nướng giòn này, nướng mềm này. Ở các chế độ cài đặt khác, ví dụ như là hẹn giờ này, điều chỉnh tầng lửa, vô cùng tiện lợi luôn. Phím đề là công tắc bật bếp nhá, biểu tượng hình con cá. Đây là cái chức năng của phím lò nướng này. Còn hai bếp bên này là bếp bên nấu. Điều chỉnh cần gạt to nhỏ ở đây các bác nhá. Mình nhấn ở đây, mình điều chỉnh cần gạt to nhỏ ở đây. Mã số A9. Một dòng cao cấp nhất của thương hiệu Zinai, dòng RTS65A9. Em bán chiếc này với giá là 8 triệu đồng. 8 triệu đồng bao ship, hỗ trợ tư vấn chọn đời bếp luôn và miễn phí vận chuyển toàn quốc ạ. Mã số A9, bác nào mà thích cái thương hiệu cao cấp như thế này thì kết nối giúp em nha. Mã số A10, một chiếc bếp đến từ thương hiệu Harman, hình hộp chữ nhật, dòng chiết áp vô cực. Các bác nào mà đang tìm chiếc áp vô cực dòng phiên bản cao cấp có kiểng bằng inox các bác nhá, thì đây là một chiếc bếp vô cùng xuất sắc luôn, dòng Harman. Chiếc bếp này thì có những cái ưu điểm gì? Rất là thiết kế, rất là thông minh. Đây, thiết kế giống như kiểu là hình bếp âm ấy các bác ạ. Thiết kế giống như kiểu bếp âm nhưng mà là đặt dương nhá. Các chế độ của bếp cũng như là các tính năng, các chi tiết thì bây giờ em sẽ giới thiệu đến quý anh chị luôn. Thì chiếc này là mặt kính chấm bi màu ghi này. Mặt kính chấm bi màu ghi rất là đẹp. Các bác thấy ở ngoài thì nó còn đẹp hơn ở trong video các bác. Còn đẹp hơn rất là nhiều ở trong video. Kiềng bằng inox nhá, kiềng zin bằng inox này. Bo lửa thì sẽ là bằng hợp kim nhôm này. Đó, kim đánh lửa màu trắng này, thủy ngân chống trào này. Viền thì sẽ là bằng inox 304. Viền bằng inox 304 siêu đẹp luôn. Gia tăng cái độ bền cũng như là độ thẩm mỹ cho khuôn bếp. Cái phần phía trên này cũng là bằng inox này. Đó. Thành vách rất là đẹp nhá. Không có bóp méo, không có hoen dỉ. Dòng chiết áp vô cực này. Đây, điều chỉnh cái lửa ở đây nhá. Và các tính năng của bếp là bếp bên này là của lò nướng này. Đây, cái chức năng bên này là của lò nướng này, các chế độ tầng lửa lò nướng và bảng điều khiển điện tử này. Còn bếp bên này, đây là bên trái này, đây là bên phải này. Đấy, bên trái thì sẽ có hẹn giờ bếp nấu này, cài đặt được nhiệt độ chiên rán này. Hẹn giờ bếp nấu của bếp nấu bên trái, bếp nấu bên phải đây nhá. Chấm này là bếp bên trái này, chấm này là bếp bên phải, cộng là tăng, giảm là trừ. Đây, cái này là cài đặt nhiệt độ chiên rán từ 140, 160, 180 đến 200. Chế độ tự động nấu nước sôi 5 phút rồi tắt và nấu nước tự động phím 3S này. Bếp bên này cũng tương tự như thế nhá. Tương tự như thế. Thì các bác dùng những cái chiếc bếp này thì em sẽ giới thiệu cẩn thận hơn, chi tiết hơn, hướng dẫn cụ thể hơn để mình dễ dàng sử dụng. Còn trong video thì em sẽ giới thiệu sơ qua các tính năng thôi. Lò nướng chiếc này là lò nướng 2 tầng lửa. Đây là cái phím nguồn nhá. Đây là cái phím nguồn. Các bác bật bếp thì như thế này nhá. Mình nhấn vào phím nguồn, sau đấy mình nhấn cái này là lửa nó sẽ bật lên này. Rất là dễ thôi, không có gì phức tạp cả. Dòng cao cấp, dòng bếp cao cấp đến từ thương hiệu Harman các bác nhé. Dòng chiết áp vô cực. Đấy. Bác nào mà hôm trước hỏi hàng em về cái chiếc bếp như thế này thì các bác ơi liên hệ với em lại đi nhá. Nhà em có một chiếc rất là xuất sắc như thế này, dòng kiềng inox ạ, dòng full inox luôn. A10, em bán chiếc này với giá là 5,8 triệu đồng. 5,8 triệu đồng, bao ship, bảo hành bếp 1 năm và đồng hành chọn đời bếp luôn. Bác nào mà thích mẫu này thì kết nối giúp em nha. A10, mẫu 5,8 triệu đồng. Dòng chiết áp vô cực, bo viền inox, full inox, kiềng inox ạ.
À, dạ vâng, à, kho hàng nhà em thì tại Triệu Sơn, Thanh Hóa các bác ạ. Các bác nào mà ưng những cái mẫu bếp em đã báo giá và giới thiệu trong cái buổi phát sóng này thì có thể kết nối với em. À, em sẽ test lửa. À, các bác mua hàng thì cực kỳ yên tâm là nhà em làm ăn rất là uy tín nên là sẽ làm ăn cẩn thận để các bác mua được những cái chiếc bếp ưng ý nhất, phù hợp với nhu cầu sử dụng với chi phí mình mò ra. Nhà em thì không có gì ngoài bếp luôn. Có rất là sẵn, rất là nhiều mẫu mã để các bác lựa chọn. Bác nào mà chưa ưng những cái mẫu em giới thiệu trong video thì hãy kết nối với em. Em sẽ tư vấn tìm cho các bác chiếc bếp phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng, với chi phí mình mong muốn bỏ ra. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã đón xem video của em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.